Hưởng ứng ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, tặng quà cho 3 gia đình có nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông tại phường Tân Phong và phường Trảng Dài. Với thông điệp ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, tại các nơi đến thăm, đoàn đã thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ cho mỗi gia đình 5 triệu đồng, đồng thời chia sẻ những tổn thất, mất mát, khó khăn với các gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông và mong muốn các gia đình cần chú trọng công tác tuyên truyền đến với mọi người dân để nâng cao ý thức, chấp hành tốt an toàn giao thông và các quy định của pháp luật nhằm giảm thiểu những tai nạn thương tâm không đáng có.